Vĩnh Phúc Cơ sở Công nghệ xin chào đón toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và trước hết, mời quý vị sẽ cùng điểm qua phần cập nhật nhanh những thông tin chính đáng chú ý. Làm tiếp thị trên di động đã đến thời cơ. Tìm hiểu về Kepler-452b, hành tinh gần giống trái đất nhất được phát hiện đến nay. Hướng dẫn thiết lập chức năng tự động xóa tương tác trong Gmail. Thưa quý vị, Windows 10 là một sự cải tiến đáng kể so với Windows 8. Ngoài giao diện được làm mới, hầu hết những tính năng chủ chốt đã được nâng cấp theo hướng dễ dùng và thân thiện hơn. Hàng loạt tính năng mới cũng được bổ sung, giúp nhóm ứng dụng hiệu quả hơn. Và đây đều là những thứ đáng giá để các bạn từ bỏ Windows 8 và nâng cấp lên Windows 10. Ngày hôm nay, để giúp quý vị có góc nhìn cận cảnh hơn về Windows 10 này, chúng tôi mời quý vị cùng đến với phần chia sẻ cảm nhận của biên tập viên Duy Linh. Xin kính chào quý vị khán giả, tôi là Duy Linh và đây là chuyên mục tuần này có gì mới. Thưa quý vị, vậy là sau một khoảng thời gian chờ đợi thì giờ đây người dùng đã có thể trải nghiệm phiên bản Windows 10 chính thức. Và đây có thể được xem là phiên bản hoàn chỉnh nhất kể từ khi Microsoft cho ra mắt Windows 10 phiên bản thử nghiệm cách đây hơn một năm. Và sau đây sẽ là cảm nhận của nhóm thực hiện chương trình về Windows 10 trong lần ra mắt chính thức này. Bắt đầu với Start Screen, giao diện khó chịu này của Windows 8 đã bị lỗi. Ngôi title này vừa là shortcut, tương tự như Windows 8. Nói cách khác, Microsoft đã khéo léo mang những gì tốt nhất của Windows 7 và Windows 8 kết hợp lại với nhau cho ra Windows 10 như chúng ta thấy ngày hôm nay. Thưa quý vị, điểm nhấn kế tiếp của Windows 10 đó chính là khả năng chạy nhóm các ứng dụng modern hay là universal song song với các ứng dụng truyền thống của desktop. Khác biệt so với Windows 8 là các nhóm ứng dụng này phải chạy trong một môi trường độc lập. Windows 10 đã khắc phục rất tốt các vấn đề chạy đa nhiệm. Mỗi ứng dụng nằm trong một cửa sổ riêng biệt. Với mỗi cửa sổ như thế thì người dùng hoàn toàn có thể phóng to, thu nhỏ hay là điều chỉnh kích thước. Đây cũng là yếu tố rất quan trọng giúp cho việc sử dụng các apps modern hay là universal trở nên phổ biến trong thời gian sắp tới. Lắng nghe ý kiến của người tiêu dùng, Microsoft đã bổ sung thêm nhiều tính năng mới và rất hay trong Windows 10 để tăng khả năng chạy đa nhiệm. Giờ đây, chúng ta có giao diện Task View để xem nhanh các hình ảnh thu nhỏ của các ứng dụng đang chạy. Virtual Desktop, hay còn gọi là màn hình ảo, cho phép chúng ta tạo ra nhiều màn hình, mỗi màn hình chứa một ứng dụng thường dùng nào đó. Do vậy, việc chuyển qua lại giữa các ứng dụng trở nên đơn giản và đặc biệt hữu ích cho những bạn nào thường xuyên phải mở rất nhiều cửa sổ trong một lúc. Các bạn có thể chuyển qua lại giữa các màn hình ảo thông qua tổ hợp phím Control, Windows và mũi tên, hoặc là kích hoạt nhanh Task View bằng tổ hợp phím Alt và Tab. Đối với các máy tính có hỗ trợ trackpad đa điểm thì việc này càng tiện dụng hơn khi bạn có thể kích hoạt các tính năng đa nhiệm bằng cách trượt 3 hoặc 4 ngón tay cùng một lúc. Điểm nhấn tiếp theo của Windows 10 chính là sự ra đời của trình duyệt Microsoft Edge. Đây có thể xem là một bước tiến vượt bậc so với Internet Explorer. Microsoft Edge có giao diện vô cùng đơn giản, cũng như là tốc độ tải trang đã được tăng nhanh. Ngoài ra thì khả năng tương thích đối với các website của Microsoft Edge cũng được cải thiện rõ rệt. Hai tính năng đáng chú ý nhất của trình duyệt Microsoft Edge có thể nhắc đến đó là Reading View và Web Notes. Đối với Reading View, nó được làm ra để giúp cho chúng ta đọc báo hay đọc các bài viết dài một cách dễ dàng thông qua việc chỉ hiển.
khi chưa hỗ trợ tốt tiếng Việt. Đến thời điểm này thì có thể khẳng định Windows 10 là phiên bản cập nhật vô cùng đáng giá so với các phiên bản khác của hệ điều hành Windows và đặc biệt là Windows 8. Ngoài việc thay đổi về giao diện thì Windows 10 có những cập nhật về hệ thống cũng như các ứng dụng giúp cho người dùng tiện dụng hơn. Và đặc biệt là những thay đổi này đều lấy người dùng làm trung tâm. Do đó thì chúng tôi tin chắc rằng Windows 10 sẽ chiếm được cảm tình của người dùng. Đến đây thì chuyên mục tuần này có gì mới xin được phép khép lại. Chúng tôi cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Một lần nữa mời quý vị trở về trường quay để cùng gặp gỡ MC Vĩnh Phú. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc phần đầu tiên của Cửa sổ Công nghệ. Trong phần tiếp theo, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung chính sau đây. Apple TV mới sẽ ra mắt vào tháng 9. Làm tiếp thị trên di động đã đến thời cơ.